Mỹ xác nhận không công bố thông tin về vụ tai nạn máy bay của Trung Quốc. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB đã xác nhận với Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC rằng họ không công bố bất kỳ thông tin điều tra nào về nguyên nhân tai nạn máy bay MU-5735 của China Eastern Airlines. Theo tờ thời báo hoàn cầu, tuyên bố của NTSB phủ nhận thông tin trước đó từ một số phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng chiếc máy bay Boeing 737 800 của hãng hàng không China Eastern gặp nạn do ai đó trong buồng lái cố tình để chiếc máy bay rơi theo chiều thẳng đứng, khiến toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn không qua khỏi. Cục hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết, NTSB đã xác nhận rõ ràng rằng họ không công bố thông tin điều tra liên quan đến vụ tai nạn cho bất kỳ phương tiện truyền thông nào và đang hợp tác với CAAC theo các yêu cầu khung trong phụ lục 13 của công ước về hàng không dân dụng quốc tế. NTSB cũng cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp giúp Trung Quốc xác định nguyên nhân của vụ tai nạn, theo thông cáo do CAAC gửi cho tờ thời báo hoàn cầu. Theo CAAC, bộ phận điều tra tai nạn máy bay đang tiến hành nhận dạng, phân loại và giám định chuyên sâu xác của chiếc máy bay gặp nạn, phân tích dữ liệu chuyến bay, xác minh thực nghiệm và các công việc liên quan khác theo quy trình điều tra. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng cho biết, cơ quan điều tra đã mời các điều tra viên của NTSB tham gia điều tra nguyên nhân máy bay gặp nạn, với tư cách là điều tra viên từ quốc gia nơi máy bay được thiết kế và sản xuất. CAAC cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan đến cuộc điều tra, thực hiện điều tra vụ tai nạn một cách khoa học, chặt chẽ và trật tự, đồng thời công bố tiến độ điều tra kịp thời và chính xác theo Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế và các yêu cầu liên quan về công bố thông tin của chính phủ. NTSB khẳng định cơ quan này không bình luận về các cuộc điều tra do các cơ quan chức năng khác đứng đầu. Tất cả thông tin liên quan đến cuộc điều tra đó sẽ được CAAC công bố. Chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern đã gặp nạn và rơi xuống khu vực đồi núi huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị Trang Quảng Tây của Trung Quốc hôm 21 tháng 3. Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1994. Trước đó, các nhà điều tra cho biết phi công đã không trả lời cuộc gọi từ kiểm soát viên không lưu và các máy bay gần đó trong quá trình hạ cánh đột ngột. Máy ghi âm buồng lái cũng bị hỏng và không rõ liệu các nhà điều tra có thể khôi phục thông tin nào từ đó hay không. Hôm 18 tháng 5, một phụ nữ họ Wen, người đã mất chồng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc vừa qua, cho biết bà chưa đọc bài báo của Wall Street Journal nhưng hy vọng kết quả điều tra sẽ sớm được công bố. Wen nói thêm rằng bà và nhiều người thân của nạn nhân đã ký một thỏa thuận với China Eastern, trong đó có điều khoản bồi thường, nhưng từ chối cho biết mức bồi thường là bao nhiêu. Các quan chức Trung Quốc cho biết, báo cáo cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn có thể mất 2 năm hoặc hơn để soạn thảo. Các nhà phân tích cho biết các vụ tai nạn máy bay do chủ ý là đặc biệt hiếm trên toàn cầu. Vào tháng 3 năm 2015, một lái phụ của German Wings đã cố tình đâm chiếc Airbus A320 vào một sườn núi của Pháp, khiến tất cả 150 người trên máy bay không qua khỏi. Các nhà điều tra Pháp nghi ngờ người đàn ông 27 tuổi này đang trong giai đoạn trầm cảm loạn thần, cố tình che giấu bệnh với hãng hàng không. Sau vụ tai nạn này, giới chức kêu gọi cần có hướng dẫn về sức khỏe tâm thần tốt hơn và các nhóm hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các phi công.